Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong sang Tòa án Nhân dân cung cấp để xem xét đưa ra xét xử. Có 6 bị can liên quan đến vụ án này bị truy tố, trong đó 5 bị can gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty thi công, bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Còn bị can Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thuận An bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như VOV đã đưa tin, vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke An Phú, khiến 32 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Tiếp đó, lần lượt các bị can tiếp theo bị khởi tố vì liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng là Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An. Riêng bị can Nguyễn Duy Linh đã mất vào tháng 6 năm 2023 do bệnh lý nên đã đình chỉ điều tra. Cuối năm 2023, vụ cháy karaoke An Phú hoàn tất điều tra. Phía Viện Kiểm sát đã chuyển hồ sơ qua Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị xét xử. Sau khi xem xét hồ sơ, vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan. Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thành Luân.